Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp trị mụn trị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 8688 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Bà xăm cho cháu mới này ơi. Bà xăm đẹp vào đây, chấm trên mạng vào đây. Ừ đúng rồi, trên mạng. Bà xăm mà cháu á, không lưng cháu, cháu không trả tiền đâu. Ừ sang đây. À nằm lên đây bà coi. Bà xăm xăm nào vào trước. Bà xăm trước. Nằm ra cửa áo ra. Trời. Mình béo ra đấy. Lên. Mình mập thế. Thì chăm lưng trước đi. Chăm lưng chưa à? Chăm con gì? Chăm con trâu to đây nè. Rồi, chăm lưng nhá. Và chăm gần lên đến vai này. Ấy xa. Chăm. Chăm thành đại ca đấy. Bá phải có phải lau lau không? Lau lưng không? Lau lưng qua xong rồi dán hả? À không cần đâu. Không cần à? Thế thôi. Thế này xong thì nó mới lau. Bá dán đều vào. Bá đi chụp quần chẳng lên. Nó ngắn quá. Cái gì đấy?
Dán cái gì vào đấy? Thịt gì? Ui dồi, mày dán đi đấy. Mày không thấy bẩn à? Mới đi xăm xong rồi đau quá. Đã kiếm bị thịt gì? Sẵn gì không điều. Đây này, điều xả đẹp ra. Đâu? Vừa xăm cái mình xăm kín cả tay cả chân rồi. Nhưng mà đau quá, kìm chọc đầu tới cả người. Không phải điều ra nhìn như kiểu dán kẹo cao su. Mình dán kẹo cao su của bọn trẻ con. Có gì ấy? Chả thế. Không, phải nằm xuống đây này. Sao lại nằm xuống đấy? Vậy là em dạy, em
nó dán rồi. Năm thứ ba làm gì? Cứ thế nó dán vào. Ờ, thì em dán rồi. Năm nữa. Lúc nãy em dán rồi. Phải tao chả thấy dán là dán nào dưới đất là gì? Là thế nào mà dán? Thế anh có muốn đi không? Trời. Năm thế nào? Dán con cá chép được đâu? Con cá chép dán ngực. Ừ, thế. Đó. Làm cái gì? Nói. Trời. Để em năm ăn xuống. Ướt. Sát con nước này. Ướt. Thì đấy. Đã. Nếu sạch lên quần đấy. Sạch. Ui ôi, lưng tao sạch rồi. Lưng tao sạch rồi. Đấy. Làm gì đấy? Lưng tao sạch rồi. Ui. Ui mày điên à? Thế này thì làm sao nó dính được? Không dính được. Nhớt thế. Chụp, tao lòng. Nhớt quá. Lưng tao nhớt cứt. Rồi. Dán vào đây nhá. Ừ, dán nó vào bả vai. Xuống dưới. À. Anh phải ở tay ra nó cứ gồ ghề đấy. À, thế à? Nhưng mà... À. Đấy. Thế này mà tiểu. Em. Được chưa? Mới. Ôi. Xùi ôi. Dán đẹp vào đây nhá. Quỷ lông. Không đẹp là tao không xẻo bỏ đấy. Quá đi. Đấy. Xăm chỗ. Xăm chỗ. Ôi, làm thế đến đây mà bà kia lúc nãy là ếch mãi được gì. Thế thì mày bắt tao làm xuống làm gì? Này, không phải chẳng thích cả nhân nhá. Tao đấm ra đấy. Mày đấm này. Anh bảo cái gì đau, có cái gì đau hơn xăm không? Xăm là phải bắt mạnh vào. Xong rồi thế là nó mới dính này, xong nó mới tiệt, nó toát lên. Hồng hồng. Thế thì nằm đây, cứ để vào giường mà nằm. Á? À? Vào giường mà nằm, nằm đấy. Ở đây nó tiện đấy. Đấy. Ui xùi. Đấy. Sao tưới nước lên nó bã hết đi chứ nhỉ? Bã cái gì? Chả biết cái mụt tề gì. Em xem ở trên mạng người ta xăm đến này suốt rồi. Rồi. Tôi xem cái này, không xăm được. Ây, cúi đầu xuống. Đấy. Cái này nó bị vênh lên này. Cúi đầu. Không biết được chứ nhỉ? À đâu. Nào, quý! Ây à! Gì đây? Nó ướt, nó ướt! Sao lại cái ướt mà nó vã hết ra nhỉ? Ây! Ây! Ui! Ui! Dạ luôn rồi! Ôi! Thấy chưa? Công được chưa? Thế này là mình... Thấy cái gì đâu? Thôi thôi, để ta tự làm. Nào, im cái mặt này nó nhớt này. Hả? Cái kỳ thì cho nó... Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamao TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hoạt chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamao TV nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về, mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa, đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá.
Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamao TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.